Hoạt động xây dựng đang trở nên sôi động, kéo theo mặt bằng giá các mặt hàng phục vụ ngành xây dựng cũng tăng lên, nhất là giá sắt thép. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá vật liệu xây dựng không ngừng tăng. Ghi nhận của phóng viên thời sự về thị trường vật liệu xây dựng tại thành phố Vũng Tàu trong hôm nay, 28 tháng 2. 28 tháng 2, tại các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, thép xây dựng đã tăng thêm 300 đồng trên một ký so với tuần qua và đang ở mức 20.500 đồng trên một ký. Như vậy, từ sau Tết Nhâm Dần 2022, giá thép xây dựng liên tục tăng 3 lần, tương đương với mức tăng 800 đồng trên một ký. Khi mà sau Tết âm lịch đến bây giờ, thì cái mặt hàng mà tăng nhiều nhất của mình vẫn là mặt hàng sắt thép. Thì trong vòng tầm 20 ngày thì là đã tăng 800 đồng một ký. Như gạch thì tăng giá là do giá xăng dầu, và sắt thì cũng một phần là xăng dầu. Các mặt hàng tôn cuộn, thép ống tăng giá ít hơn nhưng cũng ở mức 400 đến 500 đồng trên một ký. Để giữ khách, nhiều cửa hàng vật liệu xây dựng chấp nhận giữ giá cũ với các loại hàng còn tồn trước đó. Đối với sắt hộp với tôn cuộn, biến động nhẹ tăng lần 200, 2-3 lần gì đó. Đây mình bán mình ổn thị trường, nhập hàng cũ bán giá cũ cho khách. Còn khi nào mà mình hết hàng cũ thì phải mua hàng mới thì bán giá mới. Nguyên nhân giá thép tăng, theo lý giải của giới kinh doanh vật liệu xây dựng, do giá các nguyên vật liệu sản xuất thép đang tăng trên thị trường toàn cầu. Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thời gian giao hàng kéo dài cũng là nguyên nhân khiến giá thép tăng. Giá các loại vật liệu ở giai đoạn hoàn thiện công trình cũng tăng từ 15 đến 20% từ thời điểm mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được nới lỏng và tiếp tục tăng từ 5 đến 10% sau Tết Nguyên đán. Nguyên nhân tăng giá các loại mặt hàng này chủ yếu là tăng giá không ngừng về xăng dầu, điện, chi phí vận chuyển, nhân công. Giãn cách xong á, mặt hàng ví dụ như cầu hoặc van vòi á, là thường tăng từ 10 đến 15%, từ đầu năm đến giờ thì tăng nhẹ hơn khoảng 5%, 5 đến 10%. Gạch thì tăng tầm 5 đến 10.000 mét. Chi phí vật liệu xây dựng chiếm khoảng 65 đến 70% dự toán xây dựng công trình. Chính vì vậy, việc tăng giá vật liệu xây dựng đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu tư xây dựng, hiệu quả của nhiều dự án. Theo nhiều doanh nghiệp xây dựng, tính đến cuối năm 2021, vật liệu xây dựng đã tăng giá khoảng 25% trên tổng mức đầu tư.